Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Sonic 1/10/2020 nâng cấp dàn đồ chơi đến từ hãng Rainbow. Cái chiếc Sonic 1/10 hôm nay không là lắm gì đối với anh em chơi xe ngày nay. Bản độ khủng hôm nay tạo một cái gì đó với những điểm nhấn là khá hiếm gặp. Cái chiếc Sonic này lấy cái tông màu đen nhám làm chủ đạo, kết hợp cùng vài món đồ chơi xịn sò. Điều đáng chú ý nhất, toàn bộ hệ thống quanh đều ứng dụng là phiên bản Rainbow Blitz. Đầu tiên ở phần ghi đông, ta thấy nhiều món đồ chơi giá trị có cụm một đồng nồ, bao gồm cái cụm công tắc, cụm ga không thiếu, giúp chiếc xe chất hơn. Hai bên đặt cặp tay thắng của Rainbow Blitz mức giá khoảng 15 triệu, tạo cái sự cân đối giá trị cho một ghi đông. Cũng không quên kể về trợ lực Holding đi cùng với hai nút chỉnh nhẹ nhẹ, hỗ trợ người chủ kiểm soát phần động cho độ cao không bị xe đắt. Trên dàn áo đen là cái dàn ốc đi năm, tạo cái sự lung linh. Các chi tiết đồ chơi nhiều màu sắc sẽ tạo ra một cái tổng thể nhất định, dù chiếc xe ở góc cạnh nào cũng làm chúng ta mời mệt. Tiếp đến dàn chân khiến những người xem không khỏi bất ngờ vì cái sự chịu chi khi người chủ chia ra hơn 35 triệu để sở được con heo của Rainbow Motor 3, được làm chất liệu nhôm CNC khá giá trị. Cấu tạo piston bên trong là chất liệu cao cấp, khả năng chịu nhiệt khá tốt. Trang bị ở dòng đồ chơi được bóng ngắt dọc sau ly, tận dụng các trường hợp tháo heo dầu ra một cách đột ngột mà không làm rò rỉ dầu bên ngoài. Còn đi thắng hiệu từ Rakotec. Tiếp đến cái phần ben đạp cũng không kém cảnh gì. Đây là cái dòng ben của Rainbow Blitz bình vuông, mức giá cũng ngoài 40 triệu, được canh chỉnh là cái phát CNC và cái chân dưới phù hợp hơn với các chân của Sonic. Còn cái phần sau, một bánh kép tạo nên chất hơn chiếc con heo của Rainbow Racing Pizza 2 bánh xứng, được làm cái bác xây ngược khá đẹp. Cái dòng mẫu này có mức giá khủng ngoài 20 triệu. Cái phần giải thắng sau là cái dòng Rainbow Motor 3 220. Lựa chọn cái mẫu đĩa này cho cái size đĩa là to, dễ cắn hơn hết được mặt bố. Ngoài ra, cái chiếc xe xuống bánh cầm cũng dùng cái lồng đĩa lõm, cái phần cầm sẽ không bị cạc cứng như heo dầu. Hệ thống chơi sau lên nội cục Nitin bình dầu rời, sản xuất đến từ Anh Quốc, đem đồng hình sang trọng hơn, khả năng vận hành im máy so với sim. Bộ phục này có mức giá cao cả Holden. Tuy nhiên riêng cá nhân của mình, cái gam màu bình dầu Nitin không nổi bật bằng Holden. Exciter 1/10 khoe dáng ở những cái cung đường đẹp. Sau màn lột xác rất tung tại game, cái chiếc Exciter 1/10 hôm nay trở nên lạ hơn bằng các trang bị như món đồ chơi hàng hiệu được người chủ làm đẹp cho bản độ để gia tăng thêm chút hiệu năng cho người sử dụng. Cái dàn đầu vẫn là một cách của Exciter 1/10 thay đầu tiên được người chủ nâng cấp đồng hồ Casio. Phiên bản dành cho Exciter 1/10 sử dụng không chế chéo một chức năng gì hết, nhưng có thêm nhiều cái hiệu năng như đo đạc. Cái chế đèn 2 tầng của Simhot đem đội hình ấn tượng hơn, cải thiện cái độ sáng bởi cái dải đèn LED trắng được bố trí tách biệt thành 2 tầng song song với nhau, hạn chế tình trạng là chói mắt người đối diện. Trang bị cho mình cái cụm nắp Rainbow Costa Costa kết hợp cùng với phần tay con tiếp em. Đây là hai món đồ chơi phải nói là cực kỳ quốc dân hiện nay, khi nhà người người dọn kiển đều hướng đến cặp này. Bởi mẫu mã nó đẹp, giá thành hợp lý, tối ưu được rất nhiều cái hiệu năng mà một cái chiếc xe cần có. Cái cụm Domino mức giá khoảng 1 triệu 7 kết hợp cùng với cụm Gaga Titan cho gia thái cút ngắn hành trình đứt đề bạc nhanh hơn. Chúng ta còn thấy cái đĩa kiểu của Rainbow kích thước là tương đối lớn, đi cùng heo dọc của Rainbow logo đỏ 4 bit đối xứng, mức giá bán ngoài 4 triệu một con. Xung quanh lọt ốc kỳ nằm tạo điểm nhấn màu sắc. Cái bản này có các chân sau phong cách của cái chiếc xếp nhạc kết hợp hai bên là cái bằng lốc máy của SS110. Cái phần cấp sau cũng là được hàng mới và cái sản phẩm ứng từ Kimrax được sản xuất dành riêng cho Exciter 1/10 sử dụng, không chỉ gọn đẹp mà còn rất nhẹ, độ cứng là hoàn hảo nhất. Cái combo được làm thiết bị titan, ngoại hình đẹp hơn, khả năng lên màu tự nhiên theo từng cục nấm khác nhau và có khả năng chống hàng rỉ rất tốt, sử dụng lâu dài. Phần combo kéo dài từ ra phía sau vô tình liên lạc với cái bộ HM. Cái dàn chân sau lên luôn hai cục Rainbow logo đỏ 2 bánh xứng, được làm cái bát xe ngược xuống dưới từ các chùm phân khối lớn. Bộ mâm cái chiếc xe đang dùng là cái mâm Rainbow 8 cây phiên bản dành cho Exciter 1/10, lắp qua cái con Exciter 1/10 ít nhiều thì phải chế chéo lại đôi chút. Chúng ta đang thấy một bản đồ đẹp về cái chiếc Exciter 1/10. Cảm ơn các bạn đã xem clip này, nhớ like, share, subscribe.